không thể phủ nhận là cái số của CD nó rất là êm nha mọi người, vô cốc 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 mà rất là nhẹ luôn. Cho dù mọi người có bóp nó ra hay là không bóp đi nè, cái số 4 trở về thì nó hơi khó. Nếu như anh em không biết vô kiểu cái cốc nêu gà lớn nha, gà nhỏ thì bình thường đó. Đó. Xe CD thì quá êm luôn, mà đi CD 50 là nó êm nhất dòng luôn nha, 50cc nó êm về cái máy nha. Còn 90 thì nó có gia tốc tùy theo anh em thôi, nhưng mà em thấy là 50 là nó đã quá đủ cho mình sử dụng rồi. Mấy nhiều người anh em chơi CD 90 cái đó là do người ta thích cái tốc độ hay là nó không cá tính, hay là cái tốc độ 50 người ta không có đáp ứng đủ cái nhu cầu của người ta. Nhưng mà CD 50 đó với em là đi trong phố hay đi cà phê là rất là ok. Thường thì đường ở Việt Nam người ta chỉ cho chạy có 60 thôi, dữ lắm là 60, mà con này chạy 60 là khỏe ru luôn nha. Xe này CD 50 mà chạy lúc kim là chuyện bình thường. Rồi vào việc chính nha mọi người. Chào cả nhà. Rồi hello em Đức, vlog xin chào cả nhà mình. Em chào mọi người đam mê xe cổ nha. Hôm nay em có dịp lên cho mọi người một con CD 50 đời 95, X98 chứ. Em nhầm. 98 tem đỏ. Cái này nè, cái này nó màu đỏ nha. Còn 98 mà tháng thập á. Như giữa năm về trước á, đầu năm á là nó tem xám ha. Cái này là tem đỏ. Tem đỏ tên Võ Quyết, đỏ đô. Con này đời 98 ha. Đi mấy ngàn cây vỏ trước sau theo xe rất là xịn sò nha mọi người. Con này zin 100% luôn. Mọi người quan tâm có thể nhắn em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc giấy tờ thì anh em mình tương lo nha. Đây là một trong những cái dòng xe mà được nhiều anh em gọi là đam mê nhiệt huyết luôn. Thay vì cái xe cúp là gọi là xe quốc dân, còn xe này là dạng như là xe cá tính. Tại vì nếu mà chị em phụ nữ mà đi cái con này thì nó rất là đặc biệt nha. Còn chị em phụ nữ mà đi con cúp thì nó quá là bình thường. Con này rất là đặc biệt tại vì nó có côn tay nè, ghi đông trần, dáng thể thao sport. Đây là nếu mà xe mà đăng ký loại này là dạng như loại xe nam, còn xe nữ thì nó không có bây giờ mà da phụt hiện có chày, nhưng mà phụt là phụt zin nha. Cái này về đánh bóng polira nha mọi người, đánh bóng polira nha. Cái này em chưa có làm. Chân cầm thì 7 màu nha. 3 tháng thì có gọi là tắc kè theo 5 tháng chấm chấm nha, không phải thay mới đâu nha mọi người. Zin 100% á, từng 38 năm 98. Cầm ốc thì tắc kè theo 5 tháng nha, không phải là nó mới hoàn toàn hay là nó cũ hoàn toàn. Cái này nó liền theo xe, nó rất là đẹp, giá trị theo thời gian nha. Đó, vỏ xe cực kỳ cao luôn nha, gai đẹp. Cái này nó có mè chút, nhưng mà nó không có bị mất cái thẩm mỹ nha. Đồ bò ron cờ đẹp ha. Ốc tán thì nó tắc kè theo thời gian và nó kiểu như nó xanh xanh màu titan của xe Nhật. Ron cờ rất là cao đẹp nha mọi người. Uy tín nha, chưa tăng cam chỉnh cò gì hết. Rồi, ốc tán thì liền lạc theo thời gian nha. Đó, nó có xét xét phía trong một xíu nè. Máy móc ok. Mình sang con này chưa có vệ sinh mọi người xem nè. Chỗ này ở đất mình lum thấy không? Mấy cái cổ về này chưa có vệ sinh chưa kỹ. Này về thêm một chút tâm huyết nữa, ngồi lau rửa chùi này kia là ok. Đây nó có nổ sơn xi theo 5 tháng nha. Gọi là cái vết tích của thời gian thôi. Càn số thì không có một miếng mòn luôn. Mọi người tìm cái càn số này gọi là mua mới là chắc không có đâu nha. Con này đầu 24 vô 25, đầu 25 thì nó chắc chắn luôn, còn đầu 24 này khá lớn, tháng lớn thì đúng nha, tem lớn. Hộp xích. Hộp xích 50 nó có cái cao su này nè, còn 90 thì nó không có. Rồi. Dung cột cũng mè theo 5 tháng. Đó, hộp cốp rất là đẹp ha. Thùng xăng thì cũng đẹp, tem đẹp nha. Yên thì có muối nha mọi người. Đó, nguyên bản. Phuộc này kia là 7 màu hết, ốc tán nha. Cái này lau chùi sơ ra là đẹp, bốn cái xi nhan. Chưa có lau rửa gì nhiều nha. Ba ga đẹp. Yên zin, tem zin, nắp xăng zin. Mấy cái đời xe này nắp xăng zin rất là đẹp. À,
rất là ok luôn nha mọi người. Với một phần nữa, từ đời 96 trở lên thì tem này nó là 2 miếng. Cái này 98 rồi. Bao tay gai góc cũng full chức năng. Nguyên bản nha, đúng kèm cái kia tem chữ đầy đủ. Đi được 2.700 cây. Cụm rất là bóng, bao tay gai đẹp ha, cao su này kia còn đầy đủ hết. Tay thắng không cắn mốt, không chạy chùa gì hết nha. Chó đèn đời này là thủy tinh. Thủy tinh cho nên mọi người xài cỡ nào nó cũng không có đục hết, chỉ thay cái bóng đèn thôi, tại vì đi lâu rồi cái bóng đèn nó sẽ bị tối, bị đen, thay ra thôi. Xi nhan phục đùm. Đó, cái này là zin 100%, không có bắn dặm. Nếu bắn là em sẽ bắn cái này. Đèn của nó nè, tháng 9 năm 98 nha, DOT. Đó. Nhầm nhầm dễ dễ. Cái xe mà cây số ít thì nó sẽ dễ hư hơn là cái xe đi nhiều. Lý do cái xe đi nhiều là người ta sẽ bảo quản, người ta quan tâm tới nó. Còn cái xe mà cây số ít á, đi ít á, là thường là dục vô một xó, cho nên là nó sẽ bị móc meo này kia, nó gì vấn đề lắm ha. Đầu bò này nếu mà anh em mà rửa nó chút xíu nữa là đẹp, nhưng mà em chỉ rửa kiểu như là rửa sơ sơ thôi, như xăng xà bông qua thôi là nó sẽ ok hơn. Nó như vậy hoài luôn á, nó có đen đâu. À, 7 màu nè, thấy không, ốc tán nè, xanh lè luôn, ốc tán nhau nhịt ha. Tất cả luôn, ron còn rất là đẹp nha. Càng thắng càng số thì kia là ok hết nè. Lóc zin không bắn dặm nha mọi người. Ron cờ, ron máy này kia là rất là đẹp. Cốp đẹp, cái sườn thì bóng loáng luôn. Sườn rất là bóng nha. Rồi, gấp zin, tem zin. Lò xo ốc tán 7 màu ha. Bô đẹp nha. HM065 này nó xài chung với bô CDS. Bát ma thắng nè, bát đùm. Bát ma đùm, bát thắng này kia là 7 màu hết nha. Mấy cái này là tắc kè theo thời gian mà nhìn sáng lắm nha mọi người. Ok luôn. Con này phải nói là đáng cho anh em mình chơi sưu tầm, giá cũng dễ chơi nữa ha. Đẹp nha. Nhịp nách. Cái này của nó đây ha. Đây, tháng 7 năm 98 nha. Rồi. Araya, Araya Japan. Đây, từng 41 năm 98 nha. Nha. Cái gai vỏ của nó mọi người còn rất là sâu luôn nha. Đẹp lắm. Cái này chưa có đánh bóng cho nên nó còn thấy mờ mờ. Nếu như mà mọi người đánh cana lên nhiều á thì nó sẽ giống như cái này, bóng gì. Giờ tới phần test máy ha. Nè, xi nhan đèn còi này kia là em kiểm tra kỹ lưỡng nha mọi người, đem về chỉ có sử dụng thôi. Một phần ví dụ như cái xe mà để lâu á, mấy cái chốt của cái bóng đèn, em nói mấy cái chốt của mấy bóng đèn nó hay bị ra ten á. Ví dụ như mà anh em không, ví dụ mà anh em đem về, em bán cho anh em đi, đem về mà nó không có cháy một cái đó, anh em xử lý giùm em. Đem ra cạo cái chân bóng đèn cho nó ra cái ten đó, là gắn vô nó cháy là bình thường. Cái đó nó không có vấn đề gì hết. Kèn đèn này kia, còn cái nút kèn này ha, để em hướng dẫn cho anh em mình cái nút kèn này. Cái nút kèn này ví dụ như có kèn, để em tắt chìa khóa. Có kèn, có bình, nhưng mà xi nhan cháy, nhưng mà đèn kèn không cháy, kèn không hư, thì anh em nhấn cái nút này vô ha. Xong rồi sấy cho nó mạnh vô là nó sẽ ra cái ten á, rồi nó sẽ kêu lại bình thường. Nút kèn, nút đề này kia rồi đó. Rồi cách xử lý nhanh gọn, khỏi cần tháo cùng tháo gì hết. Với lại xịt miếng G7 vô cho nó mở mấy cái ten ra. Xe cổ mà anh em, cách xử lý hết. Còn cái xe mà anh em nó đem về chảy xăng dư á, là do cái trái nổi ha. Với lại cái bình xăng nó lâu ngày nó bị nghẹt, nó bị ba dớ này kia, nó bụi thôi. Chứ thật ra là cái xe không có gì mà khó hết. Em cứ muốn hỏi thì hỏi em trả lời cho. Đó, mọi người nhìn cái thâm nhớt này biết xe DS nhiều nè, trắng phiếu luôn ha. Rất là đẹp. Nhớt bên Nhật còn luôn. Chưa có thay nha. Ốc xả nhớt nè. 7 màu. Số muối không?
Ừ, lúc nãy đang quay thì có cái anh người Trung Quốc anh lại hỏi chuyện xíu. Giờ em test máy cho mọi người nghe nha. Rất là êm ấm nha mọi người. Full chức năng nha. Lại mỏi nữa. Rồi cảm ơn mọi người nha. Xíu nữa em sẽ quay một cái clip chạy đi để mọi người tham khảo thêm nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe cũng bị hiệu quả nha. Đây là cái trang của em tránh tình trạng giả mạo nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người. Ai cũng có cái niềm đam mê xe ha. Anh đang quay rất là nhiệt tình.